Chào cả nhà, trong kỳ trước thì kênh đã giới thiệu xong một cái quyển nghĩ giàu và làm giàu. Còn kỳ này thì trong cái bộ sưu tập 3 cuốn sách về năng lượng thì mình sẽ tiếp tục quyển thứ hai, đó là cuốn Người 500. Thì mình ghi nguyên nhân về cái quyển này. Cuốn này thì nó là văn phong của nó là dạng kinh văn, nghĩa là kinh văn thì nó ngắn gọn, nó chủ yếu là những cái lời cô đọng. Thì qua những cái rất là nhiều cái tác giả, họ đều đồng tình chung một cái ý niệm về tiềm thức. Đấy. Thì cái thể loại sách mà kinh văn ấy, thì nó ngắn, nên mình chỉ cần noi theo những cái câu kết luận, nó giống như là một cái câu công thức luôn vậy. Đấy. Thì nó sẽ thích hợp đối với những người mà không có nhiều thời gian để mà xem những quyển sách dày, thì này nó cô đọng nó hết những cái ý nghĩa tinh túy nhất. Đấy. Thì quyển này nó chỉ có khoảng cái chừng chưa tới 200 trang, thì nó ngắn gọn thì cũng dễ đọc. Cuốn này thì cũng tương tự như là cuốn Think and Grow Rich, nó nói về phát huy về cái tiềm thức của mình. Đây. Thì mọi người nên bổ sung cái quyển này, tổng cộng là có 3 cuốn, đây là cuốn thứ hai, và trong tuần sau thì kênh sẽ giới thiệu thêm cái cuốn thứ ba nữa, vậy là đủ bộ sách chuyên đề về năng lượng. Rồi chúc mọi người một chủ nhật ý nghĩa và tích góp được thêm nhiều năng lượng tinh thần.